Thượng viện Hoa Kỳ tối ngày 10 tháng 7 thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan hải dương 981 và lực lượng ra khỏi vị trí tranh cãi hiện nay ở Biển Đông. Nghị quyết 412 do Thượng nghị sĩ Robert Menendez đề xướng tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hải phận, không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao ôn hòa cho các tranh chấp chủ quyền chồng chéo tại Biển Đông. Nghị quyết cũng chỉ trích các hành động uy hiếp, dùng võ lực đe dọa nhằm thay đổi nguyên trạng hoặc gây bất ổn khu vực. Nghị quyết đích danh kêu gọi Trung Quốc tránh các hoạt động hàng hải trái với Công ước về các quy định quốc tế ngăn ngừa xung đột trên biển và trả lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1 tháng 5, tức là trước thời điểm giàn khoan 981 xuất hiện ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS, nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt, khởi xướng cuộc vận động ngày 16 tháng 7 cho nhân quyền, chủ quyền Việt Nam, nói việc thông qua nghị quyết này có vai trò hết sức quan trọng. Cái nghị quyết này rất là quan trọng bởi vì Quốc hội Hoa Kỳ là nơi làm chính sách. Mà được thông qua ở tại Thượng viện thì đấy là một sự thể hiện về chính sách của Hoa Kỳ đối với lại giàn khoan Hải Dương 981. Do đó, thông qua cái nghị quyết này nhấn mạnh được rằng quốc tế đang áp lực Trung Quốc và phản đối việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan trái luật vào vùng biển của Việt Nam. Một ngày trước khi nghị quyết 412 được thông qua ở Thượng viện, tại Hạ viện Hoa Kỳ diễn ra buổi điều trần về vấn đề nhân quyền Việt Nam và Đông Nam Á, mà qua đó thành tích nhân quyền Việt Nam một lần nữa bị chỉ trích mạnh mẽ.